Tịch Kiến xin chào tất cả mọi người và các bạn. Thì hôm nay là buổi sáng của ngày 24 tháng 11 âm lịch năm 2022. Thì hôm nay tôi có ý kiến em vừa hoàn thành xong một bộ phấn thiêu cố đối gỗ hương đá. Sản phẩm này được là sản phẩm của anh khách ở trên thành phố Hà Nam đặt tại bên đồ gỗ anh Kiến đục. Thì với hình thức mẫu đục là mẫu đục mai hóa nha mọi người, phù hợp với tất cả không gian phòng thờ của mọi gia đình nha mọi người. Với chất liệu là gỗ hương đá và được làm với kích thước của chiếc cuốn thư, em xin giới thiệu qua trước nhá. Kích thước chiều dài chiếc cuốn thư là 1m97, chiều rộng 87 và độ dày là 4 phân. Chắp cao kinh bong lên tới là 14 và 17 phân là đục tay. Còn chiếc hai chiếc cố đối thì có kích thước chiều dài là 1m97, rộng 28, dày 4 phân liền tấm và chắp cao lên tới 12 và 16 phân đục tay. Mẫu đục là mai hóa. Đây mọi người. Em xin quay cận cảnh nha mọi người, rất là đẹp luôn. Gỗ hương đá sơn màu cánh gián nha mọi người. Cái gỗ hương đá nhìn bên ngoài nó rất là đẳng cấp luôn nha mọi người, cực kỳ lắm vân. Đây là do đục đi thì nó cũng bớt đi một phần nào rồi, nhưng mà bên ngoài nó rất là đẹp nha mọi người, cực kỳ đẹp luôn. Chị phổ thông Đức Lưu Quang, Đức Lưu Quang sơn đèn cánh gián và thiếp vàng nổi 24k, có những ba chiếc chữ kia Đức Lưu Quang và bốn chiếc chữ thọ nữa kia, rất là đẹp luôn. Đây, quay nhìn nha, xem hoa văn họa tiết của bên đồ gỗ dưới em làm nhá, rất là sắc sảo luôn, cực kỳ sắc sảo. Còn cấu đối đây, cấu đối rất là đẹp. Đây là bên tay phải chữ tổ tông công đức thiên niên thịnh, một con rồng trầu và bên dưới là lãng hoa. Còn bên tay trái là tượng hiếu công thần vạn đại vinh. Thì ở cái sản phẩm này đồ gỗ dưới em đục bên trên là chữ Hán, còn bên dưới là dịch chữ Việt nha mọi người. Đấy, có thể nhìn thấy, mọi người thể nhìn thấy nha, bên trên chữ Hán còn bên dưới chữ Việt, để cho tất cả mọi người khi mà bước vào, ai có ví dụ như là treo cái bộ phấn thư cố đối này lên vào trong nhà, ví dụ có khách hay là mọi người mà đến chơi thì không phải thắc mắc chữ này là chữ gì. Rất là đẹp luôn. Hôm nay thì đồ gỗ anh Kiến nhằm làm cho anh khách ở trên thành phố Hà Nam nha mọi người. Thì ngày mai là ngày 25 thì là vào ngày Chủ nhật là sẽ lên bàn giao lắp đặt cho anh. Ở cái sản phẩm này thì nói chung là gỗ lạc cũng khô một thời gian khá là dài rồi, anh đặt rất là lâu rồi nha mọi người, nên là cũng rất là yên tâm. Thì nhân tiện đây, quý khách hàng gần xa mà có nhu cầu cần mua sắm đồ gỗ đồ thờ đẹp liên hệ sớm cho em theo số điện thoại 0964262 26 và clip em tinh. Trân trọng cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip này.